Quý vị và các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay, mình sẽ bật mí cho các bạn các gói cước tháng của nhà mạng Vinaphone hiện đang được rất nhiều đông đảo khách hàng đăng ký và sử dụng. Vậy đây là những gói cước nào? Thì các bạn hãy theo dõi hết video này của mình để biết thông tin, chi tiết và cách đăng ký nhé. Gói cước đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó là gói cước Big 90 của nhà mạng Vinaphone với cước phí để đăng ký là 90.000 đồng. Và bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Tức là mỗi ngày bạn sẽ có 1GB data để sử dụng. Để đăng ký gói cước thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp O5 dấu cách Đức 90 gửi đến tổng đài 1543. Tiếp theo trong video, mình sẽ giới thiệu đến bạn gói cước Big 120 của nhà mạng Vinaphone với cước phí để đăng ký là 120.000 đồng. Và bạn sẽ nhận được 60GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày, tức là mỗi ngày bạn sẽ có 2GB data để sử dụng. Đặc biệt hơn nữa, bạn còn được miễn phí data khi xem truyền hình Mai TV LED. Để đăng ký gói cước thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp O5 dấu cách Big 120 gửi đến tổng đài 1543. Ngoài hai gói cước tháng mà mình vừa giới thiệu với các bạn, tiếp theo trong video mình sẽ giới thiệu thêm đến các bạn một gói cước sử dụng trong một ngày cũng vô cùng ưu đãi của nhà mạng Vinaphone. Đó là gói cước SPO TV 10 với cước phí đăng ký là 10.000 đồng. Bạn sẽ nhận được 5GB data tốc độ cao để sử dụng trong 24 giờ tính thời điểm các bạn đăng ký. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí 20 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng và bạn còn được tặng thêm 5 phút để gọi nội mạng nữa. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí xem chùm VTV cảng trên Mai TV và toàn bộ nội dung thể thao trên Mai TV. Để đăng ký gói cước thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp O5 dấu cách SPO TV 10 gửi đến tổng đài 1543. Như vậy mình vừa giới thiệu đến các bạn hai gói cước sử dụng trong một tháng và một gói cước sử dụng trong một ngày. Ngoài ra, các bạn có thể tìm kiếm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website vinaphone.group. Tại đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Vinaphone. Và các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp với nhu cầu của mình để đăng ký nhé. Và nếu các bạn có câu hỏi thắc mắc cần hỗ trợ giải đáp thì hãy để lại tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giải đáp đấy các bạn. Như vậy, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Và đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.